Khi nhìn thấy anh tay trong tay với người cô gái khác, em đã tự hỏi lòng mình đã làm gì sai để anh phải ra đi khi mà nói yêu em rồi. Sao anh nỡ phụ tình em? Em có lỗi gì để anh phải nói chia tay? Rồi một ngày mai em biết sống phải thế nào? Nếu xa anh rồi đời em có nghĩa gì?
gian cũng sẽ